Đang đi bên hông của đền Tháp Maha vào thì bắt buộc máy mang giày, ai cũng phải mang giày, mình cũng phải mang giày giống như vô phòng mổ. Quay xuống giày. Quay xuống giày. Này chị Hoa đang đi kế bên, chị Hoa. Rồi chào mọi người. Nó giống như là đi vô phòng mổ vậy á, giống vô phòng mổ vậy á. Chị thấy vô phòng mổ không? Cũng phải mang giày, mang 2-3 lớp giày luôn á. Very very famous. Tháp rất là lớn, đẹp. Cái khu đó người ta bỏ dép ra đi chân không, đi lên trên nữa kìa. Đi một vòng ngoài cho biết. Chắc chắn là không kịp rồi, nhưng mà thầy kệ mấy ông đó biết mà. Ra thế là cũng chảy 15 phút nữa tiếng nữa. Ông chắc chắn là trừ heo, tại vì tưởng tượng sao đi đây sao kịp. Lên đi, lên nè, đi qua. Đi ngang gặp mấy anh công an. Đang đi lên. Đi lên trên. Hoa cổng chính. Bây giờ vô trong phòng thì không được rồi. Ra bị cấm.